bán hạ chế hay còn gọi là củ chóc, là loài cây thân cũ. Thường chúng ta dùng thân cũ để làm thuốc tiêu hàn đàm. Bạch xế tử hay còn gọi là hạt cải trắng, là loài cây thảo. Thường chúng ta dùng hạt để làm thuốc tiêu hàn đàm. Tạo sát hay còn gọi là quả bồ kết bỏ hạt, là loài cây gỗ. Thường chúng ta dùng quả để làm thuốc tiêu hàn đàm.